các bác. Hôm nay ban nấu ăn của Hội Từ Vi Phụng Sự là CLS Veggie Cooking Club hân hạnh được một lần nữa chị Trương mời được chị Trương đến để chia sẻ với Hồng Vân cái món mà rất là hấp dẫn để chị Trương giới thiệu. Nè, chào các bác. Hôm nay nấu món kem chua chay. Hôm nay mình ăn mấy cái món gì, cà ri rồi ragu rồi bún riêu gì, mấy món lớn không ha chị? Hôm nay chị cho chỉ cho các bác với lại tụi em cái món canh chua để ăn với cơm. Canh chua nó phải đi có kèm với món gì nữa chị? Kho tẩu chay. Kho tẩu chay. Kho tẩu chay. Hồi xưa mình ăn đồ mòn, lúc mình chưa có ăn chay á thì mình hay ăn cái món canh chua cá với lại cá kho tổ. Bây giờ mình ăn chay rồi là mấy cá mình bỏ ra mình thay thế bằng tàu thì mình gọi là kho tổ chay. Kho tổ chay. Rồi đầu tiên mình nói đến vật liệu đi. Vật liệu có me. Me bắc đây. Ủa sao mình không xài me bột được? Me bột này thấy em thấy nó đơn giản, nó giản dị quá mà sao mình không xài được vậy chị? Trong này nó có cái bột tôm. Nó có bột tôm. Chay không được. Nó có bột tôm, các bác lưu ý nó có trong thành phần ingredient đó, nó listed here, nó có shrimp powder và nó có onion powder. Thành ra thôi bây giờ mình phải dùng cách cổ điển là dùng me vắt dầm nước để lấy chất chua ra. Rồi còn những thành phần khác là gì? Làm nước súp chay thì lấy cái hiệu này là tốt. Mình cần 2 can nước súp chay. 2 can nước súp chay. Rồi rau. Rồi mình có bạc hà. Bạc hà em nghe nói là ăn thì cũng ăn ít thôi. Là ít mỏi. Nó hay làm cho người ta nhức mỏi. Rồi celery. Celery, cần tây. Cần tây, đậu bắp. Đậu bắp. Cà chua, chua. Giá. Thơm. Đậu hũ để có protein. Còn cái rau mà để thơm cuối cùng là thơm cuối cùng là rau quế, quế và ngò, ngò ôm, ngò ôm với húng quế. Có bắp cải nữa. Bắp cải. Thật ra trong canh chua đó, nó có rất là nhiều loại rau. Hình như canh chua là một loại canh mà nó có rất là nhiều loại rau. Ngoài những cái thứ mà mình đã đề dùng trong ngày hôm nay, Vân thấy đôi khi đó em ăn ở chỗ khác đó, em thấy họ còn chế biến. Họ cho măng nè, măng, họ cho rau muống, dạ, họ cho nhiều cái là lạ vô ăn vẫn ngon, dạ, nhưng mà mình cũng không cần thiết phải có nhiều quá nhiều vậy. Ngay cả những cái món rau mà mình có ngày hôm nay mình cũng không cần thiết phải có đủ hết nữa, đại khái là mình có 3-4 thứ là được rồi. Có thơm nữa. Dạ, thơm á thì thơm hộp là xài được không chị? Hay cần phải thơm tươi? Thơm hộp chắc là được. Cũng được nha, nhưng mà thơm tươi là ngon nhất. Bác làm sao cho biết là nó ngon. Hồi xưa máy em dạy em á, bây giờ thì lựa đi ra chợ lựa lúc mà người ta để một rổ á thì mình lựa cái mình bóp cái này nè. Mà nó gãy như vậy là nó non, còn nó già mình bóp nó quẹo theo mà nó không gãy. Nhưng mà bây giờ thì mình mua người ta để trong cái khác rồi, mình không có chọn được, mình chỉ dòm dòm mà thấy cái nào mà nó nhỏ nhỏ xinh xanh ngon ngon thì mình lấy thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu thái thái rau nha. Cà chua này mình không cần phải lấy hột, cái thái quét như này. Cái cà chua và cái giá là hai cái món mà mau chín nhất, thì nên mình sẽ bỏ vô cuối cùng để chung kế bên nha. Bạc hà cũng là cái món mình bỏ vô cuối cùng. Thơm là mình bỏ trước nhất. Cái đó mình bỏ đậu bắp, rồi mình mới bỏ bắp cải. Phần me thì mình lấy ra một bao nhiêu nước vậy chị? Là một lon 14 ounce lon măng súp. Măng lon súp tức là bỏ 14 ounce nước vô đây rồi. Đun sôi xong rồi cho me vô. Mình sẽ dầm, lát nữa mình dầm xong rồi mình lọc lại để mình lấy nước chua. Còn ở bên cái nồi nước súp này mình sửa soạn luôn chị. Thì mình lấy 2 lon nước súp và 2 lon nước súp. Còn 1 lon kia là dùng me rồi. Mình để lại cho nó sôi. Đang nấu me ra rồi thì mình bắt đầu mình lọc.
qua cái rây này. Dạ, chị cứ đổ vô trong cái chén này để chị để cái rây trong đó đổ. Coi chừng ở dưới đáy nó có cát á thì mình đựng xài hết. Nước vào luôn. Rồi, tức là cái dung tích của cái dung dịch này chứ nó có thể tích là khoảng 4 lon. Mỗi lon 14 ounce nước súp rồi. Bây giờ chờ nó sôi rồi mình cho. Dạ, nãy giờ em nấu nó cũng sắp sửa sôi rồi nè. Mình sẽ bỏ những cái thứ, chị Trương bỏ cho em những cái thứ mà nó cứng á, rau cứng giống như celery, với thơm, với đậu bắp á, mình bỏ trước. Canh chua thì các bác phải canh để cho rau nó đừng có chín quá. Thường là gần ăn trước khi ăn được 15 phút mình nấu. Mình mới nấu, mình mới bỏ vô. Tức là mình sửa soạn cái nước súp trước. Dạ, yeah. Rau sửa soạn xong rồi trước khi mình ăn chừng 10-15 phút á mình mới bắt đầu nấu. Bắt đầu nấu. Dạ. Dạ, nó sôi lên rồi nè. Bỏ tiếp đậu bắp vô nha. Em bóc tay luôn, tay này sạch. Mỗi lần mình bỏ một mớ rau vô thì mình chờ cho nó nóng lên, nó sôi lên chút xíu rồi mình mới bỏ cái kế tiếp. Giờ mình bỏ cà chua nhé. Hơi rồi, chua quá nên mình phải cho chút đường. À, mình cho đường vô. Này là 2 tablespoon đường. 1 teaspoon muối. Muối. Với 1 teaspoon bột nêm. Rồi, giờ chị quậy đều rồi mình nêm lại. Vừa lắm rồi. Bây giờ chị cho cái phần rau cuối cùng vô. Chú bác cho rau cuối cùng vô thì khoảng chừng nửa phút sau thì mình tắt lửa. Mình tắt lửa rồi đừng khoan vội cho cái này nữa, mình chờ chút xíu cho nó bớt nóng. Bớt nóng. Thì mình cho cái này vô mình sượt nó còn xanh mới đẹp. Giờ nồi canh chua của mình đã hoàn tất, tắt lửa 2 phút xong mới bắt đầu múc ra để cho rau thơm lên trên. Phải nấu vừa để cho nó đừng có cho chín quá, nó vẫn còn nguyên màu. Dạ, yeah, ăn nó mới giòn cái rau nữa. Yeah. Rồi, được rồi. Cho em để cái này lên trên. Cho một vài lát ớt đỏ cho nó đẹp. Thế là mình chưa, đã ăn tất món canh chua. Mình nấu được món canh chua rồi. Trời ơi, hấp dẫn quá. Món này ăn với cơm. Ăn với cơm. Chắc là bây giờ mình còn phải làm cái món kho tẩu chay nữa thôi mới chay. Mới ăn cơm với canh chua được. Đúng rồi. Rồi các bác sửa soạn đi vào bếp cùng với Vân với chị Trương, mình nấu tiếp một món.